Xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay túi da Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên những cái sản phẩm mới ha. Và hôm nay shop sẽ đồng giá là 250k cho video ngày hôm nay. Và shop sẽ bao ship. Cô chú anh chị chỉ trả 250 ha. Đối với một món. Và nhiều món thì shop cũng bao ship hết nha. Bao ship toàn bộ video ngày hôm nay. Và đồng giá 250k shop sale cuối năm. Từ đây tới cuối năm thì shop sẽ sale xả kho toàn bộ ha, dài dây nịt và những sản phẩm chuyên về da rất là nhiều, cô chú anh chị lựa chọn ha. Đầu tiên đó là một chiếc cặp ha, sách tay và đeo chéo đều được. Kích thước bề ngang là 40, chiều cao là 33 và chiều dài là 10. Sách tay và đối với chiếc túi này thì mình có thể mình vừa là sách tay mà vừa là ba lô ha. Mình có thể làm ba lô đều được. Ba lô thì mình sẽ đeo như thế này. Và sách tay thì như thế này. Đó. Ở đây sẽ có một khóa cái miệng ở đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây là bên trong là lót sạch đẹp hết ha. Và sẽ có một khóa cái miệng ở đây nữa ha, lót sạch đẹp và mình có thể mình đeo ba lô để mình đi học đồ rất là ok ha. Nếu như mình đeo ba lô thì mình sẽ có thể mình kéo lên như thế này ha. Đó. Kéo lên như thế này, mình sẽ cần như thế này. Bên trong hai ngăn nhỏ đây. Và thương hiệu Zenith Tester, chứng nhận da thật ha. Business Tester Factory Victory chứ. Đó là một chiếc túi dịch theo nghĩa là để kinh doanh. Lên dùm shop một cái mã là 2409, 2409, 250k, 2409, 250 ha. Và bao ship toàn bộ. Kế đến, đó là một chiếc túi ha, thương hiệu Nova. Để mình xách tay và đeo chéo đều được. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 36, chiều cao 28 và bề dày là 7 ha. Để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Thì dây đeo là chất liệu là vải dù ha. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp, hai ngăn ở đây, thương hiệu là Nova. Và một ngăn ở đây để mình đựng laptop rất là ok. Và phía trước sẽ có một ngăn ở đây nữa. Một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng. Lót bên trong là lót sạch đẹp ha. Xách tay và đeo chéo. Lên dùm shop một mã là 2669 ha. 2669. 250. Ba ship. Và cái đến đó là những anh em song sinh của chiếc túi đó ha. Nó rất là giống. Thương hiệu là Nova hết ha. Vì nó rất là giống nhau cho nên shop sẽ đi nhanh ha. Kích thước bề ngang là 38, chiều cao là 28 và bề dày là 8. Để mình xách tay và mình đeo chéo thương hiệu là Nova đây. Và sẽ có một cái khóa kéo miệng ở phía đây và một ngăn ở đây. Một ngăn đây là bự nhất thì mình sẽ đựng laptop như chỗ này, thương hiệu là Nova bên trong. Nova ở đây. Và hai ngăn ở đây. Lót là lót sạch đẹp hết á, đựng laptop và đựng những vật dụng để mình đi làm rất là ok. Với một chiếc túi và da thật toàn bộ nha mọi người ha, da thật toàn bộ. Đối với những chiếc túi thì shop sẽ bán là da thật hết và da tổng hợp thì shop sẽ báo. Lên dùm shop một mã là 5921 ha.
5921 250k. 5921. Và kế đến đó là một chiếc túi thương hiệu Nava. Để mình xách tay và mình đeo chéo. À, giống y chang như chiếc túi phía trước ha. Về cái kiểu mẫu rất là giống. Bề ngang là 40, chiều cao là 27 và bề dày là 7. Để mình xách tay vào đeo chéo đều được. Thương hiệu Nava và da thật toàn bộ ha. Và dây, đối với dây của chiếc túi này là dây chất liệu là vải dùng, dập hiệu thương hiệu khác. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây và một khóa kéo miệng ở đây. Và bên trong một ngăn đây để đựng laptop. Và thương hiệu là Nava đây, hai ngăn nhỏ đây. Lót bên trong là sạch đẹp hết. Để xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã là 2398 2398 250k. Và kế đến đó là một chiếc cặp laptop có thương hiệu Airboy. Dập ở đây ha. Chiếc túi này rất là nhỏ gọn và xinh xắn để mình xách tay và đeo chéo đều được. Và điều đặc biệt là chất liệu là dây vải dù, dập hiệu của thương hiệu khác. Kích thước bề ngang, bề ngang là 37, chiều cao 26 và bề dày là 4. Xách tay và đeo chéo quá là đẹp luôn. Và sẽ có một ngăn ở đây hết 500, ở đây đựng cạc visit xếp tài tiệp thân. Và một ngăn ở đây, ở đây có một ngăn nhỏ ở đây. Và một ngăn ở đây là bự nhất. Thì đối với chiếc túi này thì mình sẽ có hai ngăn nhỏ ở đây. Và thương hiệu là Airboy, hai ngăn nhỏ ở đây và một cái khóa kéo miệng đây. Da rất là đẹp ha. Một chiếc túi da chỉ 250 thôi. Sale sẽ kho cuối năm thì mình rất là lại ha, rất là lại, chỉ 250 bao ship. Lên dùm shop một mã là 5755 5755 250. Và một chiếc túi để mình xách tay ha. Mình xách tay và dây đeo thì mình có thể mình tăng đưa để mình đeo chéo đều được ha. Kích thước của chiếc túi này, bề ngang là 35, chiều cao 26 và bề dày là 12. Để mình xách tay và sẽ có một cái khóa kéo miệng đây, lót bên trong sạch đẹp, lót da. Và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha, bên trong là lót da. Và một cái khóa kéo miệng đây, sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay. Để mình xách tay và mình đeo chéo đều được. Lên dùm shop một mã là 9943. 9943. Chỉ duy nhất ngày hôm nay 250k bao ship. 9943. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo nhỏ gọn và xinh xắn, nam nữ đều sử dụng được hết ha. Và dây đeo chất liệu là vải dù, dập hiệu thương hiệu. Kích thước bề ngang là 19, chiều cao 23 và bề dày là 6. Để mình đeo chéo thương hiệu ha, Lauzechi. Và sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây. Và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng, lót bên trong sạch đẹp. Và một ngăn ở đây là bự nhất. Thì bên trong sẽ có một ngăn đây, ở đây đựng bút, đựng viết ha. Lót là sạch đẹp hết, dập hiệu thương hiệu Lauzechi. Và ở đây sẽ có một đựng cạc visit sẽ tình trong một cái khóa kéo miệng nhỏ đây. Nhỏ gọn và xinh xắn, nam nữ đều sử dụng được hết ha. Để mình đeo chéo rất là ok. Dây là dây chất liệu là vải dù, rất là đẹp luôn.
Đá dìm shop một cái mã là 8045 250k, 8045 250 ba ship. Và một chiếc túi đeo chéo. Và một chiếc túi đeo chéo ha. À, kích thước bề ngang. Bề ngang là 27, chiều cao 22 và bề dày là 10 để mình đeo chéo, rất là ok. Da dày nhẵn và chắc chắn, một ngăn ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu. Và phía trước sẽ có một ngăn ở đây. Lót là sạch đẹp hết và một ngăn ở đây nữa. Lót là lót vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ ở đây và một thương hiệu. Thương hiệu Lasbosa, đây là miếng tết da ha. Một ngăn đây, sạch đẹp, bên trong là dập hiệu thương hiệu hết. Lên dùm shop một mã là 2617. 2617 250k và ship. Và một chiếc túi xách tay. Và đeo chéo ha. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 37, chiều cao 27 và bề dày là 8, xách tay và đeo chéo rất là ok. Sẽ có một khóa cái miệng ở đây. Lót bên trong sạch đẹp dập hiệu thương hiệu. Pha đai ở đây. Và một khóa cái miệng ở đây. Lót sạch đẹp, một cái khóa cái miệng ở đây và một ngăn ở đây. Và thương hiệu pha đai. Dập hiệu thương hiệu ở đây. Và ở đây đựng bút, đựng viết và hai ngăn nhỏ ở đây và có một cái khóa cái miệng. Lót là sạch đẹp hết, lót vải ha, sạch đẹp dập hiệu thương hiệu. Và đây lên dùm shop một mã là 0469 250k bao ship. 0469 250. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Belaro, hình con chuột túi. Dây đeo chất liệu là vải dù, dập hiệu thương hiệu Belaro. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 21, chiều cao là 24 và bề dày là 8 để mình đeo chéo rất là ok ha. Sẽ có một cái khóa kéo miệng phía trước ở đây. Lót bên trong là lót vải, dây đeo là chất liệu là vải dù, khoen khóa dập hiệu thương hiệu ở đây. Và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng đây, lót vải sạch đẹp và một cái khóa kéo miệng đây. Bên trong là sạch đẹp hết ha. Và một ngăn đây lót là sạch đẹp. Lên dùm shop một mã là 2406 2406 2406 250. Và cái đến đó là một chiếc cặp quá là đẹp ha. Dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn để mình xách tay và đeo chéo đều được ha. Yossi Armani, dập hiệu thương hiệu Yossi Armani. Và kích thước bề ngang là 38, chiều cao 23 và bề dày là 6, xách tay và đeo chéo được. Ở đây sẽ có một khóa kéo miệng ở đây và bên trong lót vải, bên trong lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Justy Armani, chỉ duy nhất 250 thôi. Ba khoen khóa dập hiệu thương hiệu Justy Armani, khoen khóa vàng ươm sáng bóng. Và bên trong sẽ có một ngăn, đây là mình đựng laptop, hai ngăn nhỏ đây thương hiệu Justy Armani và đây là miếng tết da da thật. Và một cái khóa kéo miệng đây, sạch đẹp ha. Lên dùm shop một mã là 0459 0459 350k. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo da thật 100% thương hiệu là Houston.
kích thước bề ngang. Bề ngang là 37, chiều cao 26 và bề dày. Bề dày là 10. Xách tay và đeo chéo rất là ok. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải, thương hiệu là Houghton ở phía trong, một ngăn ở đây. Bên trong lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu và một ngăn chuyên dụng để đựng laptop ở đây. Một ngăn chuyên dụng đựng laptop và để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã Houston, Houston 250k. Và một chiếc túi đeo chéo thương hiệu dập nổi phía trước ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 23, chiều cao 25 và bề dày là 6. Đeo chéo rất là ok. Dập hiệu thương hiệu đây. Và sẽ có một khóa cái miệng ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp, dây đeo chất liệu là vải dù. Và sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây. Bên trong là một ngăn ở đây. Và thương hiệu là Boston Jesu. Dập nổi đây. Và bên trong thì lót, lót hơi cũ xíu nha mọi người ha. Lót sẽ hơi cũ, mình sẽ lộn ra mình giặt lại. Bên trong lên về shop cái mã là 7962 250k. 7962 250. Và kế đến đó là một chiếc túi để mình đeo chéo nhỏ gọn, nam nữ đều sử dụng được ha. Kích thước của chiếc túi này, bề ngang là 17, chiều cao 20 và bề dày là 6, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại. Kích thước thì rất là ok ha, một ngăn đây và một ngăn ở đây là hai ngăn. Rất là nhiều ngăn để mình lựa chọn để mình đựng đồ ha. Dập hiệu thương hiệu đây. Và phía sau một ngăn đây. Và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Và sẽ có một cái khóa cái miệng đây nữa ha, một ngăn đây và một ngăn đây. Sạch đẹp. Lên nhập shop một mã là 2395. 2395. 250k. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay vintage da nguyên tấm ha, nhỏ gọn và xinh xắn, nguyên một cái tấm da. Kích thước bề ngang, bề ngang là 14, chiều cao là 14 và bề dày là 11. Xách tay như thế này. Và bên trong, bên trong là không lót ha, nguyên một cái tấm da may lại với nhau. Và đây là cái chiếc túi, mình sẽ rút miệng lại như thế này ha. Đó. Rút miệng mình xách tay như thế này, vintage nhỏ gọn. Lên dùm shop một mã là 2686, 2686 250 bao ship. Và một chiếc túi đeo chéo thương hiệu dập nổi ở trên đây để mình đeo chéo. Chiếc túi này da này full da hết ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 24, chiều cao 26 và bề dày là 8. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Và bên trong sẽ có hai ngăn nhỏ đây và một cái khóa kéo miệng ở đây. Là sạch đẹp hết. Và một khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp để mình đeo chéo rất là ok.
thương hiệu dập nổi phía trên. Lên dùm shop một mã là 2482, 250k. Chiếc túi này là full da hết ha, dây đeo là da luôn, mình có thể mình tăng đưa ra được ha. 2482, 2482, 250. Và một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Gonland. Dây đeo là chất liệu là vải dù dập hiệu thương hiệu Gonland. Kích thước bề ngang là 23, chiều cao 27 và bề dày là 7. Đeo chéo rất là ok, thương hiệu Gonland ở đây. Sẽ có một khóa cáo miệng ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp. Dây đeo chất liệu vải dù dập hiệu thương hiệu Gonland. Và một ngăn ở đây là bự nhất. Thì bên trong rất là nhiều ngăn để mình lựa chọn ha. Hai ngăn nhỏ đây và một cái khóa cáo miệng đây và một ngăn đây, thương hiệu Gonland và một cái khóa cáo miệng bên trong. Lên dùm shop một mã 2429, 2429, 250 ha, 2429, 250. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da tổng hợp ha. Da tổng hợp thì thứ nhất thì sẽ không thấm nước ha, không thấm nước. Kích thước bề ngang là 42, chiều cao là 30 và bề dày là 7 ha. Chiếc túi da tổng hợp thì mình sẽ quăng quật rất là thoải mái ha. Đây, dây đeo chất liệu là da tổng hợp và rất là ok ha, độ mới khoảng 80%. Hai ngăn, một ngăn ở đây và một ngăn đây, và một ngăn đây chuyên dụng để đựng laptop nhỏ ha. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp. Lên dùm shop một mã là 2667, 250k. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo đều được. Kích thước bề ngang, bề ngang là 38, chiều cao 27 và bề dày là 10. Xách tay và đeo chéo đều được, rất là đẹp ha, độ mới khoảng 80%. Một ngăn đây, lót bên trong là lót vải, và một ngăn ở phía sau, hai ngăn và một ngăn ở đây là bự nhất. Thì bên trong sẽ có một ngăn chuyên dụng để đựng laptop ở đây. Đây là một ngăn chuyên dụng để đựng laptop, đây là miếng tích da. Và một ngăn đây có một cái khóa cáo miệng, và hai ngăn nhỏ đây, thương hiệu dập nổi đây và một khóa cáo miệng đây. Da dày dặn và chắc chắn. Lên dùm shop một mã 0489, 250k. 0489. Và một chiếc cặp á, thương hiệu Samsonite. Kích thước bề ngang, bề ngang là 38, chiều cao 27 và bề dày là 10. Xách tay và đeo chéo đều được. Ở đây sẽ có một khóa cáo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải, một ngăn ở đây. Và ở đây đựng bút đựng viết, hai ngăn nhỏ ở đây. Và đây là miếng tách da luôn. Bên trong dập hiệu thương hiệu Samsonite. Và sẽ có một ngăn đây và một cái khóa cáo miệng thương hiệu Samsonite. Dập bên trong hai ngăn ở đây, một ngăn đây, một ngăn đây và một cái khóa cáo miệng. Bên trong là lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Samsonite. Samsonite là thương hiệu của Mỹ ha. Lên dùm shop một mã là
6959 250k. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo kích thước bề ngang là 37, chiều cao 28 và bề dày là 7 ha, để mình xách tay và đeo chéo. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lớp vải ha. Ở đây là những cái vết hằn của cái quai như thế này, thì sẽ có một cái ngăn bự nhất ở đây, thương hiệu dập nổi bên trong, một cái khóa kéo miệng ở đây và thương hiệu dập nổi đây, và một ngăn đây và hai ngăn nhỏ đây. Ở đây đựng bút, đựng viết sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 5904 250 bao ship. Một chiếc túi tay màu nâu nhạt, kích thước bề ngang 40, chiều cao 21 và bề dày là 12. Nếu mình xách tay và mình đeo vai sẽ có hai cái khóa kéo miệng và một ngăn đây, hai ngăn nhỏ đây và một ngăn đây và một cái khóa kéo miệng ở giữa. Thì chiếc túi này thương hiệu dập nổi ở đây và có một cái khóa kéo miệng đây, hết 500, sạch đẹp, xách tay và đeo vai. Lên dùm shop một mã là 2710 250. Và một chiếc túi đeo chéo da thật 100%, kích thước bề ngang là 28, chiều cao 20 và bề dày là 10. Đeo chéo đựng vừa tất cả các dòng điện thoại. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng đây và một ngăn ở đây. Thương hiệu Hagen của Ý ha. Và ở đây sẽ có hết 500 và một ngăn ở đây. Bên trong dập hiệu thương hiệu Hagen của Ý và một cái khóa kéo miệng ở đây, đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 2609. 2609. Và một chiếc túi xách tay nhỏ gọn và xinh xắn, bề ngang 37, chiều cao 16 và bề dày là 15, để mình xách tay quá là đẹp ha. Sẽ có hai ngăn nhỏ đây, bên trong là lót vải sạch đẹp ha, hết 500 ở đây và một cái khóa kéo miệng đây, lót và sạch đẹp hết. Dập hiệu thương hiệu Aswear của Ý và có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong rất sạch đẹp, rất là xinh xắn ha. Khi mình xách tay lên nhìn shop một cái mã là 7829 250. Và cuối cùng đó là một chiếc túi đeo chéo kích thước bề ngang 24, chiều cao 16 và bề dày là 8, đeo chéo rất là ok. Và một ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp và một cái khóa kéo miệng đây, lót sạch đẹp hết ha. Hết 500 như thế này, chắc chắn. Lên dùm shop một mã là 2619 250k. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem buổi live ngày hôm nay. Số điện thoại của shop 0973952507. Cô chú anh chị có thể gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo qua tin nhắn đều được ha. Shop sẽ check đơn rất là nhanh. Và đồng giá hôm nay là 250k bao ship toàn quốc cô chú anh chị ha. Cảm ơn cô chú anh chị.